tượng cha ra này. Rồi bữa đó anh có đứng ra cúng tiếp đúng không? Thì bữa đó có mấy quỷ sư á, Có thỉnh sư về đó có hả? thỉnh quý Có sư thỉnh mấy về quỷ đó, sư chứ về không phải dám mà làm mình cô đâu. Vậy hả? Mấy vị sư đọc kinh rồi dữ lắm. Vậy sao? Ừ. Rồi sau khi mà thỉnh về đó, rồi Phật tử ngồi mép bên Đức Phật Di Lặc đó con, nghe nói là có thấy những cái điềm gì ở tại đây hả con? Dạ dạ ngồi nghe chú nói ha, mà bữa đó cô giỡn ốc hết trơn luôn, rồi chú nói con kể cho sư nghe con cũng giỡn ốc nữa, mà nói chung mình không thấy thiệt. Mà chú nói cô hỏi chú thấy sao thì chú mới nói con thấy như vậy nè. Rồi cô nhìn ở đây là cô thấy gạch nghe, mà con á là con thấy thảm cỏ trải dưới này hết trơn, mà trên thì hào quang chụp xuống chiếu hào quang, rồi con mới thấy một ngài mà rất là lớn cầm cái kiếm mấy múa trên đây nè, múa trước mặt cha đây nè, múa xong rồi cái thiên binh thiên tướng về, rồi cha thấy một vị múa kiếm là chú nó đỡ hai tay như vậy nữa nè, cầm cái kiếm đỡ mà kính lễ cha là chính lễ luôn. Cô nghe cô cũng giỡn ngốc nữa không nói chuyện. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú lại trở về ngôi chùa của sư cô Diệu Châu. Thì hôm nay Châu Phú trở về đây quý vị để quay để báo cáo với tất cả quý mạnh thường quân. Hiện giờ là sư cô đã thỉnh cha Ngọc Hoàng đi ra ngoài quý vị. Thì trong những video trước Châu Phú đăng đó quý vị, khi mà bước vào trong ngôi chùa, mà tại sao hồi nhỏ tới lớn Châu Phú đi chùa thì không có gặp cha Ngọc Hoàng ngồi trong chùa, cho nên á Châu Phú hỏi thì được biết là sư cô cũng là nhận được một cái những cái phần du di á, vì là cha sẽ về cái ngôi chùa này ngự, nhưng mà sư cô không có kinh phí thì lại thỉnh cha vô trong chùa. Và khi mà thỉnh vô chùa rồi, Châu Phú quay lên thì quý mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước á, là muốn hỗ trợ cho sư cô tu sửa ở đây lại để mà thỉnh cha ra ngoài. Cho nên hôm nay là tương đối sắp tới cuối năm rồi, thì cũng là tương đối sắp hoàn thành rồi, nên Châu Phú đi đến đây để mà quay để báo cáo với tất cả quý mạnh thường quân là sắp sửa hoàn thành, và sắp tới Châu Phú sẽ đến đây và làm một cái lễ cúng cha cùng với mẹ ở đây. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ là Châu Phú làm là cẳng là tổng cộng là bốn ông rồng đi đồng hành với Châu Phú, thì có anh Út ở Định Yên và chú Lôi Chấn Tử thăm sư cô ấy vị. Thì bây giờ là cái cung của cha đã tương đối hoàn thành, rất là đẹp luôn. Đây bây giờ là còn ba cái lam nữa vị, ba cái lam nữa là sẽ hoàn thành cùng với bên cung mẹ là hai ông rồng nữa. Con chào sư cô, chào anh Út, chào chú Lôi Chấn Tử nha. Như là Phật chú Dạ Nam nói Mô A Di xuống Đà hả Phật. chú À, Phật thì thưa cô, cô đang quét dẹp hôm nay á, là con trở về đây để Rồi, chào mà chú. quay để mà xem coi cái tiến trình Một Phật. thi công cái ngôi của cha cùng với cái cung của mẹ như thế nào rồi. Thì hôm nay đến đây thì thấy rất là mừng, vì làm cũng gần một năm trời rồi, Một Phật. Mới được hoàn thành như thế này. Thì con chào sư cô, Như là Phật. hổm gậy sư cô, trong cái công tác mà làm cái này nè, có khó khăn như thế nào không sư cô? Dạ nói chung làm thì mình thấy nó cũng gặp nhiều điều may mắn suôn sẻ, nhưng mà chỉ có cái chú thợ ông làm qua văn thì nó hơi chậm thôi, chứ còn mình xây với mình tô là nó đã xong từ lâu. Mà cũng như là cô nói, để chờ cho làm qua văn mình thiếu một phần sau đó thì chờ cho mấy chú làm tiếp tục rồi mới cho Phú hay. Vậy đó ha cô. Chứ mình xây với tô nó đã xong cũng lâu rồi, chỉ Vậy chờ đó qua văn, chờ ha. làm qua văn thêm đó, cái phần sau nó trăm mấy đó. Vậy đẹp đó cô. không? Đâu chú coi coi đẹp không? Quá đẹp luôn nè. Ra nó hơi trễ tới bây giờ đó. Quá đẹp luôn. Thì thưa cô, cô làm ơn cho con hỏi, cô thỉnh cha ra đây là vào ngày nào cô? Dạ mùng 5 tháng này. Mùng 5 tháng 12 hả cô? Một Phật. Và Phật tử đi về đây thỉnh cha ra đông không cô? Cũng như cũng cái duyên nha, cô chỉ cho hay đâu có mấy chục hả, mà ta tụ về cũng được trăm mấy á. Vậy đó ha. Dạ không Phật. Mười một trăm mấy luôn ha. Không Phật. Và không khi có gì đãi cho ăn luôn, cô nấu coi 10 bàn luôn á, mà không đủ đãi.
không đủ đãi ha. Mười bàn mà không đủ đãi. Rồi khi mà thỉnh cha ra vậy đó, rồi cô có tắm rượu đồ trước khi mình đem ra đây không cô? Có. Cô cũng cầu xin nguyện ở trong rồi. Dạ. Cũng có lao chùi tắm rửa sạch sẽ. Vậy đó ha, tắm ơi, tắm rượu rồi sao cô? Dạ. Mình xong rồi cái cô nước hoa nữa. Vậy đó ha. Cũng đủ bài bản cho ha. Rồi cô nấu nước sôi đâu đó làm bông hoa để vô thau giống như gọi mình tắm Phật vậy. Dạ vậy đó ha cô, bông hoa luôn. Mọi rồi Phật. Thưa cô, khi mà Phật tử ở khắp nơi đổ về vậy đó cô. Ngay cái ngày mà cô thỉnh là lúc mấy giờ cô? Coi có chú kia về báo mộng mình là khoảng 9 giờ mới được. Con có nói với sư cô đó, con nói nhớ chờ Mạnh Thường Quân đi về hả, hả an vị cha ra đây. Thì tại sao mà cô lại an vị trước hả cô? Không, cái này là cô chỉ nói như với mà quý vị cho quý vị biết như vậy nghe. Dạ. Đừng trách cô là lễ an vị không đúng. Dạ, cũng như cô bây kể vậy, rồi đó. Bây giờ cô là cũng như một vị ba vị tâm linh. Dạ. Về chạy về chùa cô mới báo mộng như vậy. Dạ. Nói cô ơi, là cái lệnh trên nói với con á, là cái ngày mùng năm cô phải đem cốt cha ra. Dạ. Rồi chừng nào ăn vị là cô ăn vị đó, có nói như vậy đó. Là bên phần vô vi á, bên phần vô vi ba vị về nói luôn. Dạ. Đó chứ cô cũng tính chưa có đem cha ra, đem ra cái ngày mùng năm luôn. Dạ, đó cô nói với chú mà có nhân chứng đàng hoàng. Dạ. Có nhân chứng ông hai đây nè, cái chú Hoàng kia chú cũng nói. Dạ. Vì chú bên cao lãnh chú cũng qua nói ba người tự nhiên lại nói cô à. Chú hai này cũng nói nè hả? Không, bạn của chú hai là cái chú Hoàng. Chú mới nói chú Hoàng bạn của chú hai ha. Dạ, bạn luôn. Vậy đó ha. Cái cô nói cha vậy đây là chắc rồi, vậy là cũng linh ứng rồi thôi cô không dám cãi. Dạ. Rồi cô mới nói hỏi bên quý thầy thì quý thầy nói dạ được, cái ngày mùng năm là mùng năm 14/23 là ngày của quý ông. Dạ. Đó, thành ra cô thấy vậy thôi, cô cũng đem ra rồi vậy nào mà có muốn ăn vị gì đó. Dạ. Thì mình cứ việc cúng ăn vị cha chứ không có gì. Dạ, vậy là cô lấy ngày thôi mà. Cô ra cô lấy ngày ha. Mô Phật. Hiện giờ con thấy là cái nơi mà cha ngồi đó cô. Mô Phật. Ở dưới có phần bị chốc nước sơn hay gì đó cô. Dạ. Cái đó là tự động chốc hay là mình bưng ra chốc hay sao cô? Cũng như mấy chú hôm đó làm cọ đó. Chị đó hả? Dạ, bị bưng bợ đó. Bưng. Đỡ đồ đó nó bị cọ nó chốc. Nặng dữ không cô? Cũng nặng. Nặng lắm ha. Nặng. Nhưng mà bưng mấy người mới thỉnh cha không ra đây tới được. Tới 6, 7 vị, cả chục vị luôn đó. Vậy đó hả? Dạ. Thỉnh cha ra rồi mình để dành cái gì mình bưng hay là sao cô? Mấy chú lấy cái cây đòn. Dạ. Lấy cái đòn kê dưới đó. Lăn ra. Lăn để từ từ vậy nè. À vậy đó hả? Dạ. Vậy là bữa đó anh Út có đi không anh Út? Có. Vậy hả? Bữa đó có đi. Bữa đó chú sao hai chú dạ, xuống rồi. Nữa. Rồi anh Út đi, anh Út có đến đó mà. Có đến dự lễ khiêng tượng cha ra này. Dạ. Rồi bữa đó anh có đứng ra cúng tiếp đúng không? Thì bữa đó có mấy quỷ sư á. Có thỉnh mấy quý sư về. Không phải dám mà làm mình cô đâu. Vậy đó, vị sư đọc kinh rồi dữ lắm. Vậy sao? Rồi sau khi mà thỉnh về đó, rồi Phật tử ngồi mép bên Đức Phật Di Lạc đó cô. Nghe nói là có thấy những cái điềm gì ở tại đây hả cô? Dạ. Dạ ngồi nghe chú nói ha, mà bữa đó cô giỡn ốc hết trơn luôn rồi. Dạ. Chú nói con kể cho sư nghe con cũng giỡn ốc nữa. Dạ. Mà nói chung mình không thấy thiệt. Mà chú nói cô hỏi chú thấy sao thì chú mới nói con thấy như vậy nè. Rồi cô nhìn ở đây là cô thấy gạch nghe. Dạ. Mà con á là con thấy thảm cỏ trải dưới này hết trơn. Dạ. Mà trên thì hào quang chụp xuống. Dạ. Chiếu hào quang. Rồi con mới thấy một ngài mà rất là lớn cầm cái kiếm mấy múa trên đây nè. Dạ. Múa trước mặt cha đây nè, múa xong rồi cái thiên binh thiên tướng về. Dạ. Rồi cha thấy một vị múa kiếm là chú nó đỡ hai tay như vậy nữa nè. Cầm cái kiếm đỡ mà kính lễ cha là chính lễ luôn. Yeah. Cô nghe cô cũng giỡn ốc nữa. Cô nói chàng ơi sao tôi không có thấy mà sao chú thấy. Chú hữu cái duyên, chú nói hữu duyên. Yeah. Cho chú thấy. Rồi chú mới kể xong thì có cái cô kia cổ nói hèn chi con quay phim con chụp hình không được. Yeah. Điển xuống mất tiêu hết trơn luôn. Yeah. Chàng ơi mà nhẹm hết sức chú ơi. Yeah. Cái nói vậy là chắc cái điển cha chứng minh cho mình rồi. Yeah. Chứ cái đó là đâu phải cái gì mà điềm lạ gì đâu mà sợ. Đó gọi là cái điềm lành. Giống như cô thấy là bờ trên chắc là chứng minh. Thầy hỏi chú, sao mà chú đi về chùa này hả cháu? Cái nhân duyên nào ha? Cái nhân duyên nào mà chú biết đường chú đi về chùa này hả cháu?
thì cũng tới lui tới lư chùa, rồi cô đó cổ kêu thôi về đây trụ đây đi chứ đi đâu đi hoài. Cũng ai dẫn chú về chùa ha? Cũng có chú Huệ, chú Huệ Lưu. Huệ Lưu ở bên Cao Lãnh bên á. Cũng dẫn tới lui đây rồi biết rồi cũng tới lui đi hoài hà. Rồi chứ cô có thấy gì đó thôi ở đây đi ông hai ơi, rồi đi đâu đi hoài. Rồi mới nhân viên mẹ hả cha tha gì đó không biết làm sao mà xây chuyển gì đây. Cũng là bề trên cũng xây chuyển. Cũng mà khi mà chú về đây rồi chú thấy an lạc không? Thấy nó an lạc. Rồi chú về đây là chú phụ tiếp ở trong đây quét dọn hay sao chú? Thì quét dọn, quét sân, rồi chùa. Rồi chú ngủ ở đâu? Ngủ ở dưới nhà bếp đó. Vậy ha, ngủ ở dưới bếp ha. Rồi vào các cuộc lễ là chú thường hay đi lễ để mà cúng ha chú? Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều đã chia sẻ cho con ha. Chú này thì cũng có cái duyên lành quý vị. Được ơn trên xoay chuyển để mà đi về chùa. Chú bên đạo Bủ Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo không chú? Dạ. Vậy đó ha. Chú về đây. Rồi hàng ngày với chú cúng sao? Cúng ở đây con thấy là không có ba ngôi á. Thì ngôi của... mình cũng cúng mình ngó về hướng Tây mặt trời lặn đó mình cúng bài của Đức Thầy. Dạ, mình vậy đó ha. Ngó về hướng Tây mình cúng trong tâm. Trong tâm ha. Vậy rồi nếu mà chú có tính là chú trụ ở đây luôn không? Đó là... cái đó là mình cũng không có dự đó mình không biết được cái chưa đó... có biết ha như là mình duyên đâu ở đó mình không biết được như là bên chùa Bủ Sơn Kỳ Hương bên chùa ông Đông Ngoạn cũng có kêu ở bển nữa mà cũng không hứa nói bển đó kêu thôi ông hai về đây ở đây đi quét sân quét lật và mình lại giặt đồ rồi đi. Nói là đó thôi thì để nữa không hứa. Biết như là biết bao nhiêu. Rồi sao tự nhiên chiếc này về đây cái hứa ở đây luôn à. Nó tôi về đây tôi ở đây luôn. Tôi chưa hỏi ổng còn ý nghĩa sao. Ngủ đây có gặp gì không? Không, không. Đừng ngu hả? Ngủ ngoài lại là ngủ ngon nữa. Ngủ ngon. Không có thấy cái gì chứ. Vậy đó hết chứ không vậy là ngủ đây ngủ ngon ha mà không có thấy gì chứ rồi bây giờ chú làm ơn cho con hỏi trong cái lúc mà chú đi các cái cuộc lễ đó rồi chú thấy là bà con quay đầu mà tu đi về là Đức Phật Đức Thầy hay là chỗ cậu hai hay là dân dân rất là nhiều nơi đó đi chùa chiền đó rất là nhiều đó chú thấy có mừng có vui không và mừng buồn cái gì không không cũng mừng cũng vui Thấy bà con đi chùa đi cúng biết quay đầu nhiệt thiện rồi biết cúng lại rồi cũng mừng cũng vui thấy chú cũng vui ha cảm ơn chú rồi mời nghe Nam Mô Di Đà Phật sẵn hôm nay cũng đủ cái nhân duyên qua đây để trước là viếng cha Ngọc Hoàng và mẫu mẹ và viếng thăm sư cô và các quý vị chân linh ở xung quanh chùa này thì cũng đầu năm sắp đến năm dần sắp sửa qua năm Mão thì kính chúc tất cả bà con trong nước và ngoài nước một năm mới được an khang và được vui ấm bên gia đình trong mái đậu tràng của chư Phật mười phương thì tất cả hãy gán mà tưởng Phật ở nơi tâm để mà vọng cầu trong cái trí não trí óc của mình để tu hành và niệm sáu chữ Di Đà gán niệm chớ quên chẳng đợi gì thời khắc thì trong cái cuộc hành trình này thì nói nhiều thì thành thử nói dai mà làm lì nói nữa nói hoài không thôi. Thì nói cho tất cả là cho ai biết nghe tôi, mặc tình anh chị bạc dôi thì làm. Thì tất cả các quý vị gần xa, một năm mới và qua năm Mão
À, bởi vì á, có câu nói năm mèo kỹ mão bỏ gàng, khắp trong nhằn hạ nhộn nhàng khiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian, thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước mà nhộn nhàng đau binh, kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời chẳng giữ, người thời chẳng giữ, chẳng gìn dạng hai, cho nên điên khuyên nhủ bằng nay, thì tất cả quý vị một năm mới an khang tịnh vượng, to tu hành tu tập. Còn bước qua năm mèo kỷ mão thì tôi đọc một khúc quý vị, thì thiên cơ đây chẳng dám nói thừa, mà khắp trong trần hạ mà chẳng lo tu hành, thì bá gia hãy gán làm lành, niệm Phật cho gành mới kiến thấy thằng tiên. Thì quý vị ơi, thì tôi thì chỉ nói đơn giản và nói sơ, thì quý vị nào có hiểu được thì sẽ tầm chân lý, sẽ hiểu ra trong cái cơ quyền của Phật Pháp, cơ quyền đạo màu của siêu việt của Đức Thích Ca, và thầy tổ của chúng ta đã nhắc nhở nhiều lần. Thì quý vị cũng đã thấy rồi, gán mà tu để mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Thì tôi chỉ thấy là như những cái thiên cơ hay là thời cuộc gì đó thì tôi chỉ không có biết, nhưng mà lấy cái giảng kinh để ra nói cho quý vị biết. Con mèo thì ngồi sợ gắn sa đàn, thì ngồi sợ con gắn, thì tôi nói vậy thôi. Quý vị hãy gắn trì tâm tưởng Phật trong lòng canh thâu, thì sẽ được Phật tiên thần thánh mà cứu vớt. Chứ cuộc đời nay thì sống nay xác phàm, sống nay chết mai, mình tu hành hay là không tu thì cũng gắn lo chữ niệm Phật sáu chữ mà thôi. Chúc quý vị tất cả gần xa, trong nước ngoài nước, một năm mới và qua cái năm kỷ mão gắn lo tu hành niệm Phật. Chớ nhiều khi thân ta còn gạn đó mai đây, của ấy cũng có khi tan khi gã đó, thì tất cả cái gì cũng gã tan mà thôi. Thì chỉ có đôi lời bao nhiêu thôi, nói nhiều quá thì tất cả là cũng như thôi thôi, cũng như không mà thôi. Thì người tu thì chỉ ta nói là một câu móng một mà mình biết rồi, chứ không cần phải tiết lộ nhiều. Và những câu quyền bí hãy gán tầm cho ra, nhắn nhủ khắp gần xa trong nước và ngoài nước. Nó những câu quyền bí thầy tổ gán tầm cho ra, bởi vì câu nói năm mèo kỷ mão gõ gàng rồi đó. Thì tử mèo, mèo kêu ba tiếng ai bi, quân thần phụ tử siết chiêu huyền, gồng bay sao chiến nào yên, gắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con chân thành cảm ơn cô cùng với sư huynh Úc, cùng với chú Lôi Trăng Tử ha. Quên rồi, lôi ha. Thì chúc cho quý cô chú anh chị cùng với cô quý đồng đạo có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Năm mới gặp nhiều điều may mắn, và đặc biệt tinh tấn tu hành đến ngày giải thoát. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cũng cho cô bước sang năm mới chúc châu phú một câu. Dạ. Bước sang năm mới chúc cho châu phú phận sự được chiên thành. Dạ. Vừa tu cho mình mà vừa giúp cho đời. Dạ. Sức khỏe dồi dào, cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Dạ. Phát bồ đề tâm kiên cố. Dạ. Chí tu học vững bền nha. Dạ. Xa khổ nguồn mê. Rồi, chúc cho gia đình hạnh phúc trăm dạ, năm. Con cảm ơn cô. Rồi chúc cho tất cả quý đồng đạo luôn đi cô, với quý cô chú đang xem trong màn cho luôn. Cô xin có cái câu hồi hướng nè, công đức cho bà đồng đạo của mình đó. Dạ. Là coi như là trước hết là cô sẽ hồi hướng công đức cho những vị là linh hồn COVID-19 đó. Dạ. Siêu thoát. Rồi sau nữa là cô xin kính chúc cho những mạnh thường quân. Dạ. Có cái tấm lòng thành, tấm lòng từ bi cao cả, để lo cho cái cung của cha mình đến ngày hôm nay được hoàn thành như cái sở nguyện của Phật tử đồng đạo. Yeah. Cô xin là kính chúc cho mạnh thường quân trong và ngoài nước được thân tâm an lạc, đạo quả chóng viên thành, cho đến ngày bỏ báo thân này được sanh qua cõi cực lạc. Yeah. Bước sang năm mới gia đình cũng hạnh phúc. Dạ. Yeah. Nam Mô Di Đà Phật. Họ tập được bình an. Dạ, con cảm ơn cô. Vâng, kính thưa quý vị, châu phú xin kính chúc toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe,
và vạn sự bình an đem đến cho vị nhé. Năm Ây mới là mang phát tài, có tiền có bạc để mà giúp đỡ cho bà con. Ba tánh hoài nha, và tinh tấn tu hành nhé vị. Nam mô A Di Đà Phật. Sắp tới nữa Châu Phú sẽ đọc ra cái danh sách của quý mạnh thường quân chi ra cho anh Ngọc Tâm là bao nhiêu tiền, cùng với các chú thợ còn dư lại bao nhiêu. Châu Phú sẽ dự định công tác tiếp theo, và chúc quý vị sức khỏe, và chào, và A Di Đà Phật.